Hello, xin chào tất cả quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 16 tháng 5. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích qua thị trường và đi trả lời một số những câu hỏi mà quý anh chị các bạn quan tâm các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích qua thị trường một chút. Trong cuối tuần vừa rồi thì các bạn cũng thấy là chúng ta có nhận được rất là nhiều cái thông tin, từ những cái thông tin được gọi là chính thống cũng có, không chính thống cũng có, nhưng mà đa số là chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu được gọi là khá là tiêu cực trong cái khoảng 2 tuần, 2 phiên giao dịch của cuối tuần vừa rồi, đúng không ạ? Thì cũng những cái thông tin đó, cũng những cái góc nhìn trái chiều đó thì chúng ta cũng thấy là hiện tại thì nhà đầu tư của chúng ta cũng đang kỳ vọng rất là nhiều là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm sao làm rõ hơn cho chúng ta thấy những cái câu chuyện có thể có tích cực hay trong cái thời gian ngắn hạn nhất, đúng không ạ? Tiếp đó là rất là nhiều nhà đầu tư cũng đòi hỏi là sẽ bỏ cái phiên ATC. Thì cái câu chuyện ở đây là tại sao cả ba sàn lại không đồng loạt cái thuật toán đóng cửa giống như HNX hay giống như Upcom, đúng không ạ? Tại sao VN Index bắt buộc phải đóng cửa khác như thế? Và thì chúng ta làm như thế này, đóng cửa như HNX hay đóng cửa như Upcom thì nó vẫn giống nhau mà. Và thì tại sao cái sàn này nó lại như thế? Thế này là cái áp lực hiện tại thì nói chung thì chúng ta cũng đã điều rõ những cái thông tin trong cuối tuần vừa rồi rồi, cho nên là lớn nhất thì chúng ta vẫn đợi cho các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ cho chúng ta thôi ạ. Về thị trường hôm nay thì chúng ta quay trở lại nhận định thị trường các bạn nhé. Thanh khoản phái sinh thì vẫn tiếp tục dội lên cao thôi ạ. Về thị trường hôm nay thì nếu mà đóng cửa xanh thì nó sẽ đẹp hơn một chút. Để đến phiên sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nó vẫn tích cực xanh, mà vẫn tích cực xanh, tăng khoảng hơn 30 điểm một chút, khá là cao. Thì chúng ta cũng thấy đó là cái câu chuyện, đây là đến cuối phiên chiều thì nó xuất hiện cái lực bán rất là nhiều. Tí nữa chúng ta sẽ đi xem qua một số những cổ phiếu trọng số lớn áp lực bán sâu của phiên giao dịch ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rõ chủ yếu tập trung bán vào cuối phiên. Khiến cho thị trường vẫn giảm hơn 10 điểm, và cái số điểm giảm ở đây nó đóng cửa dưới mốc là 1.180 điểm luôn. Con số mà kỳ vọng khá là lớn là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó sẽ giữ vững trên mốc là 1.180 điểm, nhưng mà tuy nhiên thì đến cuối phiên giảm hơn 10 điểm luôn rồi. Về cái góc về thị trường tác động lớn, những cái cổ phiếu tác động tiêu cực thì chúng ta thấy là trong nhóm dầu khí thì chúng ta thấy là cổ phiếu gas là thực sự là hôm nay giảm rất là sâu. Nhóm dầu khí hôm nay thì bản chất của nhóm dầu khí hôm nay rất là tích cực các bạn nhé. Và thì chúng ta thấy là thống kê ngành của phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm dầu khí tăng tận 5% đấy ạ. Và nhóm chứng khoán hôm nay cũng phản ánh rất là tích cực là tăng hơn 5%. Đây là hai nhóm mà tích cực nhất của phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhưng mà trong nhóm tích cực thì chúng ta thấy là ví dụ như nhóm ngành dầu khí thì cổ phiếu gas vẫn giảm rất là sâu. Trong đó thì có Vinhome, MSN vẫn tiếp tục giảm. Trong ngân hàng thì có STB vẫn giảm, đúng không? Hai cổ phiếu này giảm sàn, đến cuối phiên là STB và lại MSN vẫn giảm sàn luôn. Thì cái áp lực rất là lớn lên phiên giao dịch ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu này đều bán mạnh vào cuối phiên. Chúng ta nhìn về những cái câu chuyện mà vận động của phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đây là cổ phiếu MSN ở đâu STB, thì chúng ta cũng thấy đó là phiên sáng nó là cái lực áp lực nó bán rồi, áp lực nó giảm nhẹ rồi, gần như là không có cầu. Nếu chúng ta nhìn cái khối lượng ở đây giống như kiểu không có cầu, đúng không ạ? Cạn cầu dần. À đâu, sorry mọi người nhé, cạn cung đúng không ạ? Mọi người không không có tham gia vào mua đúng không ạ? Mọi người không có tham gia vào mua. Cái thanh khoản các bạn nhìn đi, cái thanh khoản nó cũng giảm dần phiên sáng nhé. Chúng ta nhìn cái phiên sáng thôi. Và chủ yếu những cái lúc mà khớp lệnh ấy, khi nó xuất hiện cái lực khớp lệnh cái là chủ yếu là cái lệnh bán và làm cho cái lực bán này, cổ phiếu này gần như là không có cung đúng không ạ? Đến không có cầu. Đến phiên chiều thì chúng ta cũng thấy là cái lực cung nó lại mạnh lên, và lực cung mạnh lên. Bạn thấy là những cái bán chủ động rất là lớn ạ, bán chủ động rất là lớn. Thế đây là tạo cái áp lực nó bán mạnh vào cuối phiên như thế này, đặc biệt là từ phiên chiều. Hay là MSN thì chúng ta nhìn về cổ phiếu MSN cũng có cái diễn biến giống như thế. Có thể đây là một vài những cái cổ phiếu mà mình thấy là báo cáo tài chính cũng khá là ổn, nhưng mà mình không hiểu tại sao là trong cái thời gian vừa rồi thì nếu mà chúng ta loại trừ cái câu chuyện liên quan đến phái sinh nhá, điều khiển phái sinh nhá, thì nếu mà chúng ta nhìn vào báo cáo tài chính thì nó chả có gì phải khá là tiêu cực, diễn biến tiêu cực như thế này cả. Giảm sàn 3 phiên rồi, ví dụ như MSN 3 phiên liên tiếp rồi giảm rất sâu. MSN cũng diễn biến giống như kiểu STB, đó là cạn cung và dấu hiệu cạn cung. Bạn thấy là phiên buổi sáng và có những lúc bắt đầu ở lực khớp lệnh cá lại là bán chủ động chiếm ưu thế, đoạn bán chủ động chiếm ưu thế và nó không có mua chủ động nhiều. Dần dần đến phiên sáng ấy thì cảm giác như là nhà đầu tư không muốn tham gia vào, mua cả bán không muốn tham gia vào nữa, cả hai bên đều chững lại một chút khiến cho thanh khoản nó giảm như thế này. Nhưng mà đến cuối phiên thì cái lực bán chủ động nó tăng lên và thanh khoản tăng lên, nó lại tăng lên ở cái bên phía bên là bán chủ động đấy.
thì cái lực này nó đè xuống làm cho thị trường đến cuối phiên giảm rất là sâu như thế này. Đó thì đó là một số những cái câu chuyện liên quan về thị trường của phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp đó chúng ta sẽ đi phân tích qua một số những cổ phiếu mà quý anh chị các bạn quan tâm các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi xem qua cổ phiếu GEX. Và thì đây là cái phiên mà gọi là giảm sàn liên tiếp rồi. Phiên ngày hôm nay nữa là 3 phiên liên tiếp là GEX giảm sàn đúng không ạ? Giảm sàn. Cái này là cái câu chuyện mà đây là một cổ phiếu mà thực sự trong thời gian vừa rồi nó tạo cái ức chế khá là lớn cho cho nhà đầu tư của người ta. Từ ở thời điểm hiện tại đặt một cái câu hỏi rằng là chúng ta có còn bán nó không? Thì nếu chúng ta đã nắm giữ đến thời điểm này, chúng ta đang có hàng và thôi, quan điểm của mình chúng ta sẽ không bán nữa. Đầu tiên về góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ để ý đây là một cổ phiếu nó cũng về được những cái vùng gọi là chung về cái vùng này, chúng ta cũng kỳ vọng nó sẽ không có giảm thêm, nhưng mà nó cũng hơi khó đó bạn, cái lực nó bán xả như thế thì nó cũng hơi khó. Tiếp là RSI nó vẫn đang trúng xuống, cái lực nó vẫn chưa quá cái gì này được gọi là bán chủ động, bán vùng quá bán. Thế này tất nhiên thì về cái vùng này chấp nhận chúng ta nắm giữ tiếp các bạn nhé, quan điểm của mình chấp nhận nắm giữ tiếp. Thì chúng ta soi lại một chút về cái báo cáo tài chính xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì chúng ta để ý một chút vào cái báo cáo tài chính của GEX. Chúng ta nếu soi vào cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp GEX này ấy, thì gần như trong khoảng thời gian khoảng 4 quý, 5 quý liên tiếp này thì doanh thu ở lợi nhuận của doanh nghiệp gần như không có cái gì thay đổi cả. Đấy, nó diễn biến đều đều. Có thể nói đây là một cái trạng thái đã khiến cho nhà đầu tư nó đã đặt niềm tin rất là lâu vào cái cổ phiếu này rồi. Ta kỳ vọng một quý nào đó thì doanh nghiệp sẽ tốt lên, cái dòng tiền của doanh nghiệp nó sẽ tốt lên, nhưng mà gần như là trong làm cho cổ đông của người ta là đợi rất là lâu và nó không có gì thay đổi. Và thì đây là một cái mà nó cũng khiến cho các cổ đông nó không được tin tưởng vào nhà đầu tư ở động, không được tin tưởng vào doanh nghiệp cho lắm. Soi về nợ dài hạn và nợ ngắn hạn thì các bạn cũng thấy là doanh nghiệp nó đang cảm giác như là tăng cái nợ dài hạn lên. Đoạn họ đang tăng cái nợ dài hạn, hai quý gần đây nhất họ tăng nợ dài hạn, và nợ ngắn hạn thì không có gì thay đổi, nợ ngắn hạn không có gì thay đổi. Chính vì thế mà cái câu chuyện ở đây là có vẻ như là doanh nghiệp gần như là thiếu tiền, các bạn thiếu tiền để xoay vòng một cái gì đó. Họ đã tăng nợ lên trong khoảng hai quý gần đây, thì họ tăng cái nợ lên, duy trì cái mức nợ rất là cao. Nó khiến cho doanh thu với lại lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận của doanh nghiệp nó chênh lệch rất là lớn. Và thì đấy là cái câu chuyện mà cảm giác như chúng ta kiểu tức nước vỡ bờ ấy. Nắm giữ một cổ phiếu kỳ vọng cho một doanh nghiệp lâu lâu quá rồi nhưng mà không có gì thay đổi, thì khi những cái diễn biến câu chuyện tiêu cực như này thì gần như là không có kỳ vọng cho nhà đầu tư nữa, đúng không ạ? Tiếp đó là cổ phiếu SHB. Đây là một cổ phiếu mà cũng khá là mất dạy. Nói chung cổ phiếu này mình nói thẳng luôn là đánh một cái rất là mất dạy, đúng không ạ? Sàn hôm nay là sàn bao nhiêu? 3 phiên liên tiếp rồi, đúng không ạ? 3 phiên liên tiếp. Bạn thấy là giảm từ phiên sáng đúng không ạ? Giảm liên tục từ phiên sáng đúng không ạ? Chủ yếu là cung thôi ạ, chủ yếu là cung và bán rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là, nhưng các bạn soi qua một chút thì các bạn sẽ thấy cái câu chuyện đó là phiên ATC. Không biết họ làm kiểu gì mà họ nhồi một cái lệnh như thế này. Và đến trong cái chỉ trong khoảng 15 phút đến cuối phiên thôi, họ đã giao dịch cái khối lượng giao dịch tăng lên một cái rất là bất thường, cao hơn rất là nhiều so với những khoảng thời gian khác, đúng không ạ? Tăng một cái rất là bất thường, nó tăng dội lên rất là mạnh, khớp hơn gần 2 triệu cổ phiếu đó, khớp 2 triệu cổ phiếu. Các bạn thấy là nó còn không nằm sàn nha. Không nằm sàn, là giảm khoảng 5% thôi, đến cuối phiên giảm khoảng 5%, chưa 7%, chưa 6%. Thì rõ ràng ở đây là cố gắng, cái sự cố gắng họ nhồi vậy, nhồi vào lúc cuối phiên họ đè mức giá thấp nhất ở đây. Họ vẫn có người đối chiếu, đối chứng lại làm sao nó khớp cái khoảng gần 2 triệu cổ. Nó đánh rất là mất dạy các bạn nhé. Tiếp đó chúng ta xem về cái gì nhỉ? Xem về cái báo cáo doanh thu của doanh nghiệp. Và thì chúng ta thấy là lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp họ còn diễn biến rất là tích cực, đúng không ạ? Diễn biến rất là tích cực. Nó còn cao hơn 4 quý trước luôn ạ. Quý 1 của 2022 các bạn thấy là doanh thu nó dội lên rất là cao này. Ở đâu? Lợi nhuận chứ. Nhầm nhỉ? Sorry mọi người. Màu vàng là lợi nhuận các bạn nhé. Tăng lên tận 2.500 tỷ đúng không ạ? 2.500 tỷ rất là cao. Và nó còn cao hơn tất cả các 4 quý trước. Nhưng mà trong khi các bạn thấy là có báo cáo tài chính như này rồi nhưng mà họ vẫn đánh rất là mất dậy. Chúng ta chỉ cần soi qua một cái phiên như này thôi là thấy cái sự mất dậy của cái phiên ATC rồi. Nên là cái câu chuyện ở đây là ngay từ đầu video mình cũng đã nhắc đến cái câu chuyện liên quan đến phái sinh, liên quan đến bỏ phiên ATC. Thì đấy, thì các bạn thấy là có thực sự phiên ATC đánh rất là mất dậy. Tiếp nữa thì một số bạn có hỏi tiếp là DXG 3 phiên liên tiếp, giảm sàn 3 phiên liên tiếp rồi. Thì ở thời điểm hiện tại nếu các bạn đang có hàng thôi thì quan điểm của mình sẽ tiếp tục nắm giữ thôi. Nó giống như kiểu cổ phiếu GX, đúng không? GX đây, nó quay trở lại là cái vùng được gọi là đỉnh của mọi thời đại.
hỗ trợ thì xuất hiện ở cái vùng hỗ trợ này thì phần nào đó có thể nó sẽ chưa tăng ngay được, thì có nghĩa là cái lúc này ấy, chúng ta kỳ vọng là cái lực giảm nó sẽ bớt bớt nhanh đi thôi, đoạn bớt nhanh đi thôi. Thì chúng ta xem qua phiên giao dịch ngày hôm nay thì để ý một chút thì cổ phiếu này gần như nhà đầu tư nó không giống như kiểu chúng ta không còn ham hố thị trường nữa, bỏ mặc, đoạn giống như kiểu bỏ mặc. Đây kịch sàn luôn các bạn nhé, và kịch sàn nhưng mà trong khi thì nó không có khối lượng giao dịch khớp gì. Về báo cáo tài chính, chưa soi qua một chút về báo cáo tài chính thì nó cũng không có gì nổi bật cho lắm, nó cũng không có gì nổi bật cho lắm. Và các bạn thấy là cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì nó cũng lẹt đẹt, nó cũng không có gì thay đổi, và đặc biệt là doanh thu của doanh nghiệp nó còn có xu hướng giảm. Và nó, nếu mà chúng ta kèm cái được gọi là trung bình ấy thì nó đúng là nó đang có xu hướng giảm, đúng không ạ, nó đang có xu hướng giảm. Cái câu chuyện nó cũng không được tích cực cho lắm. Ví dụ như quý này chẳng hạn, nó quý này mà nó cao hơn hai quý trước này này thì nó sẽ cao, nó sẽ tốt hơn. Nếu mà chúng ta không không nhất thiết là nó phải cao hơn so với hai quý trước đó, nhưng mà nó cao hơn một chút này này thì nó sẽ đẹp hơn, và thậm chí so với cùng kỳ năm trước nó còn thấp hơn. Mà năm 2021 quý 1 của 2021 thì nó còn có lợi nhuận là khoảng 530 tỷ, nhưng mà trong quý này chỉ có 270 tỷ thôi, gần như là giảm một nửa đó, gần như giảm một nửa. Tiếp đó là chúng ta thấy là cái tài sản của doanh nghiệp thì nó không có gì thay đổi, màu xanh nhá, tổng tài sản của doanh nghiệp thì nó không có gì thay đổi cho lắm. Và có nghĩa là hoạt động cảm giác như doanh nghiệp nó đứng im, nó đứng im, nó chỉ hoạt động ở những cái gì mà họ đang có hiện tại, nó cũng không có gì mà đầu tư mới, nó cũng không có gì để mà cần phải thiếu tiền để đi vay hoặc là đầu tư cái mới, làm cái mới, cho nên là nó sẽ cảm giác là đứng yên như này, các bạn, đứng yên như này. À được rồi, thì video cũng khá là dài rồi, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Nếu quý anh chị các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở những video sau ạ.